tạm biệt Biên Hòa về Sài Gòn thì vẫn phải ăn thôi. Lần đầu tiên mình uống sâm dứa sữa, nhân tiện đang uống thì cũng thử luôn cả trà sữa chi lăng và cả nước dừa chân châu dừa nữa đây này. Mà nha, trong cái cốc này có cả dừa nước và dừa non cơ, chứ không phải một mình chân châu dừa đâu. Nhưng mà để uống được nhiều như thế thì trước tiên mình vẫn phải ăn. Địa điểm mình chọn chính là bánh tráng Nhật Quỳnh. Chờ, nhìn nguyên liệu làm bánh tráng trộn rồi bánh tráng cuộn nó cứ đầy ù thế này này. Trong lúc chờ chị làm bánh tráng thì mình sẽ thưởng thức một ly sâm dứa sữa, một cái thứ đồ uống mà mình chưa từng thử trước đó. Nó ngọt, thơm, ngậy, béo, nhưng mà nghĩ lại chắc không ngậy béo được bằng cái khay bánh tráng của bọn mình đâu đây này. Bọn mình gọi khoảng 5 món vì có 4 người ăn cơ mà. Nhìn đi cái phần trứng cút trộn bơ và mỡ hành, nó sánh quyện, nó màu mỡ. Cái này mà ăn luôn thì chắc là sẽ nhanh ngán đây, thế nên là sẽ phải ăn cùng với cả bánh tráng không. Yên tâm, cái phần bánh tráng này chị đã văng văng một chút nước vào rồi nên là không bị cứng quá đâu. Ăn vào nó còn dẻo dẻo trong miệng nữa. Nhìn sang bên này thì hai đĩa bánh tráng trộn lẫn, nhưng mà đây thì là bánh tráng phô mai này. Trông cái phần màu vàng đặc biệt thế kia cơ mà. Chấm thêm với một chút bơ nữa. Bên này thì cũng là một phần bánh tráng trộn, nhưng mà trộn với tôm khô, hành khô đơn giản thôi. Ôi dồi ôi, lâu lâu mới ăn bánh tráng như thế này thì đúng là luyện cơ hàm luôn. Ngoài mấy loại bánh tráng trộn ra thì bọn mình còn gọi cả bánh tráng cuộn này. Mà ngộ ghê, moi mãi mới được cái miếng bánh tráng ở phía dưới. Ở trên thì ngồm ngộp topping nào là bơ, nào là xoài. Nhưng mà công nhận phần bơ ở đây ngon thật. Bảo sao nãy giờ đĩa nào cũng có. Để giải ngấy thì bọn mình còn gọi cả gỏi xoài nữa. Cơ mà gỏi xoài phải có trứng cút mới chịu cơ. Trông cái phần xoài kìa mềm lắm rồi đấy. Chỉ việc trộn lên là thưởng thức được luôn. Mà trong cái khay đồ này thì có đến 3 món đã có xoài sẵn ở trong rồi. Thế nên chắc chắn là có thể ăn nhiều được không lo ngấy đâu. Chỉ là ăn bánh tráng này thì mình nghĩ là sẽ nhanh no lắm đấy. Một lúc nữa thôi cho vào bụng rồi là nó nở ra. Xong lại còn uống thêm cả cái nước sâm dứa nữa. Thì đấy, ăn xong mấy cái món này là mình cũng không nghĩ là mình có thể ăn được tiếp đâu. Đã định xỉa răng uống nước đi về rồi đấy, nhưng mà lại nghe đấy mấy cái tên món lạ quá. Nước dừa rồi lại còn có thêm cả chân châu dừa. Chu choa mà ơi, nhìn cái tô chân châu kìa. Ở đây phải gọi là cả chậu chân châu ấy chứ. Thế nên là dù no đến đâu thì vẫn phải thưởng thức cái món này đã, không đi về được. Đấy, chờ một lúc thì bốn cốc đã ra lò thưởng thức thôi anh em. Nhìn qua thì tưởng nhiều đá đúng không? Không nha. Chân châu rồi dừa tha hồ phía dưới luôn. Với cả phải có đủ từng đấy đá thì nước nó phải nhanh mát chứ. Úi dồi ôi, mình lấy được cả nguyên miếng dừa nước đây này. Dừa này nó kiểu trong trong mịn màng. Hình như cũng là lần đầu tiên mình ăn dừa nước thì phải. Ui, chẹt chẹt ra là hương vị của nó như thế này. Kiểu sần sật giòn giòn ấy mọi người. Còn về phần dừa non thì không phải nói rồi, mềm lắm. Chân châu thì dai dai nhân dừa nha. Phần nước ở ngoài thì pha cùng với nước dừa luôn. Thơm lắm cơ, uống bắt miệng lắm cơ. Mà có hẳn hai màu chân châu bạn ăn cho đỡ chán. Còn mình thì cũng vừa uống vừa nghịch đây này. Nãy giờ uống hơi nhiều thôi thì uống nốt vậy. Ờ thì còn mỗi cái trà sữa chi lăng này thôi, xong rồi về nha. Nhưng mà hơi đói một xíu nên là cho mình xin phép làm miếng chế trộn đã. Xong cái thì cốc trà sữa của mình cũng đã ra lò. Mình gọi trà sữa mật ong này tha hồ mà ngọt nhỉ. Ngoài mấy hạt phô mai nhất định phải có ra thì mình còn gọi thêm cả chân châu củ năng. Giờ thì mình đang khuấy lên cho nó đều đã, cả sợ lại chỗ ngọt quá chỗ lại không ngọt. Mà đây có cái ống hút tiện ghê đi kèm với cái thìa luôn này. Trước mình cũng đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải. Ui chà chà, viên phô mai vị mặn mặn béo ngậy lắm. Mà trong Sài Gòn này nhiều trà sữa lạ ghê. Ý là họ chỉ có những cái quán trà sữa riêng ấy chứ không phải theo chuỗi. Tìm được những cái loại như thế này mà uống thì vừa rẻ vừa ngon. Xem đến đây thì nhớ ấn follow kênh mình nha.